Tập 19, lúc còn sống ở bên Ý, con quen doanh nhân giàu có, người Ả Rập gì đó. Con không kêu anh ta tặng con dầu mỏ. Tôi thấy chú thực sự không thay đổi chút nào. Vẫn giống như trước đây, sống cuộc sống bấp bênh không có gì sao? Không có đâu. Vợ nó đang lái xe cho em trai của Diệp Tịnh Nghi. Em trai của ai? Diệp Tịnh Nghi. Chính là đứa bé nhà chúng ta nhặt được, Triệu Triển Bằng. Con đoán xem sao hả? Thì ra là con bị thất lạc của Diệp gia. Bây giờ người ta là thái tử của tập đoàn Diệp thị. Nói xem thế giới này nhỏ biết mấy. Chuyện này trùng hợp không? Đúng vậy. Alo. Không có. Đang ở dưới lầu. Bây giờ sao? Được. Em về rồi. Sao vậy? Hôm nay anh lại muốn tạo bất ngờ gì cho tôi? Đoán xem. Có cần tôi phụ không? Không cần. Em ngoan ngoãn ngồi đợi. Mỹ ý của đầu bếp cao cấp Vương Tiến. Mọi người nói đàn ông biết nấu ăn rất quyến rũ. Trước đây còn không cảm thấy. Em không biết thôi. Thật ra đàn ông đi rửa chén quyến rũ hơn. Vậy sao? Em nói xem. Alo. Tiểu Bảo, tối nay đến nhà của cậu gặp chị cậu. Có tiền không? Được, được. Được rồi. Được, tối nay gặp. Được rồi, tạm biệt. Nó đến đâu? Quyền đại lý. Phải. Hiện giờ cô Julia đó chính là người quan trọng quyết định quyền đại lý, phải không? Phải. Trước đây ba em với cô Julia đó nói chuyện suôn sẻ. Nhưng mà em nghe nói tập đoàn Diệp thị để lấy lòng đối phương đã cho điều chỉnh lại chiến lược thương hiệu của họ. Đối phương rất hài lòng với họ. Vậy sao? Có thể cho anh gặp cô Julia đó không? Cô ấy đã dọn ra khỏi khách sạn ba em đặt trước. Để em thử liên lạc với cô ấy xem sao. Vậy giao lại cho em, rất quan trọng đó. Phải rồi. Ba em nói tối nay có buổi gặp mặt cho chúng ta đến tham gia. Em nói lại với chú, tối nay anh có hẹn. Em đi làm việc. Mày đến đây. Đây. Em thử đi. Lần đầu tiên anh làm, có thể không có kinh nghiệm gì. Em thấy sao? Cũng được. Còn hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Anh thử đi. Sao vậy? Không sao, hồi nãy bị phỏng chút thôi. Đưa tôi xem. Bị nặng đến vậy. Qua đây. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, anh nhất định sẽ không để em đi qua cuộc đời của anh. Nếu như anh biết được rời xa em anh lại đau khổ như vậy, anh nhất định sẽ không rời xa em. Nhưng mà thời gian sẽ không cho người ta cơ hội hối hận. Chúng ta bắt đầu lại. Chúng ta bắt đầu lại. Anh nghĩ chúng ta còn có thể sao? Anh hiểu chứ?
Nhưng trước đây anh kêu em chờ anh. Anh nói khi lấy được mọi thứ anh sẽ có thể quay về bên cạnh em. Em thừa nhận 6 năm trước tích cực em rất tin tưởng anh. Nhưng còn bây giờ em sẽ không đem thanh xuân và thời gian đặt vào sự chờ đợi nữa. Đối với một người phụ nữ mà nói, anh còn thấy rất tàn nhẫn sao? Anh hiểu rồi, đều là lỗi của anh. Anh có lỗi với em. Nhưng lúc đó anh thực sự không còn cách nào khác nữa. Nếu thực sự muốn ở bên nhau, chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng lúc không muốn ở bên nhau nữa, mọi thứ đều có thể lấy làm cái cớ. Bây giờ anh đã là phó chủ tịch, sự nghiệp phát triển vượt bậc, lại có hôn nhân và gia đình khiến người ta ngưỡng mộ. Vương Tiến, bảo vệ thật tốt sự nghiệp và gia đình của anh. Hãy quên đi hết những chuyện trước đây giữa hai chúng ta. Anh không làm được. Trước giờ anh chưa từng yêu Diệp Tịnh Nghi, chưa từng một ngày nào, em biết rõ mà. Vậy làm sao anh chứng minh tôi thấy anh yêu tôi? Lại làm sao chứng minh anh chưa từng yêu cô ta một ngày nào? Em muốn anh chứng minh sao với em? Sao chứng minh cho em thấy em thân thiết với cô ấy? Có thể đến hỏi riêng cô ấy. Suốt 6 năm qua anh từng nói cho cô ấy bữa cơm nào không? Có từng nói câu anh yêu em chưa? Thậm chí chưa từng gọi cô ấy là bà xã bao giờ. Nếu như tôi của ngày hôm nay không phải Julia, nếu tôi không phải là đại diện Trung Quốc của Bao Allen, vậy ngày hôm nay anh còn xuống bếp nấu mì cho tôi ăn không? Anh có tặng nhà chung cư cho tôi không? Anh có chăm sóc chu đáo nói yêu tôi vậy nữa không? Thiển Thiển nghe anh nói, đủ rồi, anh đừng lừa gạt bản thân mình nữa, càng đừng muốn lừa gạt tôi nữa. Vì lừa gạt cuối cùng cũng sẽ là lừa gạt, sẽ có một ngày bị vạch trần thôi. Cảm ơn mì ý anh nấu cho tôi, mùi vị ăn rất ngon. Anh có thể quay về nấu cho vợ anh ăn thử rồi đó. Cô ấy nhất định sẽ rất cảm động. Nữ nữ, bỏ vô leo xuống đi. Mẹ ơi, sao mẹ biết con đang ở đây? Mẹ có thể nhìn thấy được con. Con biết rồi, khắp người mẹ đều mọc đầy mắt giám sát con. Đúng vậy, để giám sát được con, cả người mẹ đều mọc đầy mắt. Con nhất định phải thấy được con mắt đó. Con nhất định phải thấy được con mắt đó. Cô bạn nhỏ này tính tò mò nặng quá đó. Con đừng giỡn, lát nữa cậu của con sẽ dẫn theo khách tới nhà mình chơi. Mẹ phải nấu cơm xong. Cậu con đứng rồi, mau mở cửa đi. Chào cậu, nũ nũ, bé cưng. Để cậu hôn một cái. Càng ngày con càng nặng hơn nha. Phải rồi, con chào chú Vu đi. Con chào chú Vu, chào con, tặng cho con. Cảm ơn chú đi. Cậu ơi, con nói cậu nghe một bí mật. Bí mật gì vậy? Khắp người của mẹ con đều mọc đầy đôi mắt để giám sát con. Vậy đó hả? Đi, chúng ta đi hỏi mẹ con nha. Dạ, chị, nũ nũ vừa mới nói khắp người của chị đều mọc đầy mắt để giám sát con bé. Ơ, nhưng của chúng ta đâu? Phải rồi chị, để em giới thiệu. Vu Thanh Giang. Anh Vu, đây là chị tôi, Diệp Tịnh Nghi. Là cô sao? Chúng tôi biết nhau. Hai người biết nhau. Nữ nữ, con có lịch sự quá. Xong rồi, món ăn lên đủ. Mời anh Vu, cầm đũa lên đi. Được, cùng ăn đi. Chị tôi nấu ăn thực sự rất ngon. Phải. Mời cô. Anh ăn. Thái độ giữa hai người rất kỳ lạ đó nha. Là ý gì vậy? Không phải trước đây hai người là người yêu chứ? Cậu ấy nói chúng ta là người yêu. Chào gì? Mẹ đến rồi. Vừa hay chúng con đang cùng ăn trưa. Ăn chung đi. Con chào bác. Không cần, mẹ thấy hơi mệt, đi nghỉ một lát. Các con ăn đi, đừng khách sáo. Chúng ta ngồi đi.
Ngồi ngồi ngồi, ăn, Tiểu Bảo. Chị nói thật ra đi, em không nói với Vương Tiến, nói lung tung gì vậy? Kêu bạn của em ăn mau đi, phải ăn hết, không ăn hết, không được đi. Không ăn hết, không được đi, nghe thấy rồi. Vất vả cho mẹ. Đâu có, nên làm mà. Bạn đến nhà chơi, chúng ta nên tiếp đãi nhiệt tình. Nếu không thì người ta ra ngoài nói này nói nọ. Mẹ nói rất đúng. Tình Nhi, mẹ muốn nói mấy câu với con. Nếu lời mẹ nói có chỗ nào không được đúng lắm, con đừng có giận. Sao có chuyện đó, nói đi. Tình Nhi, con muốn mời bạn bè đến nhà ăn cơm, không có gì hết. Nhưng mà nếu như con mời bạn trai cũ trước đây đến nhà mình ăn cơm, vậy thì là không đúng. Con phải biết tránh đàm tiếu. Con nói sao đi nữa, con cũng là người đã có chồng có con rồi, còn gặp gỡ bạn trai cũ trước đây vậy, Vương Tiến biết sẽ nghĩ sao? Mẹ sẽ nghĩ sao? Mẹ, mẹ tin thật đó hả? Không phải đâu. Con nói sao với mẹ đây? Mẹ đã nghe nhầm. Mẹ đã nghe nhầm rồi. Anh ấy là bạn của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chỉ nói chơi thôi. Ngoại trừ Vương Tiến, con chưa từng yêu bất cứ người đàn ông nào khác. Tiểu Bảo, em trai đó của con, vừa nhìn thấy cậu ta là mẹ nhớ lại đứa cháu trai đã mất của mẹ. Tội nghiệp biết mấy, nó còn chưa từng được thấy ánh mặt trời. Mẹ, con xin lỗi. Nói xin lỗi có ích gì chứ? Tịnh Nhi, mẹ chỉ là muốn biết con với người đàn ông đó rốt cuộc đã quen bao lâu. Mẹ, anh ấy là ân nhân giúp con tìm ra được Tiểu Bảo, cho nên con mời người ta đến nhà mình chơi, cùng ăn một bữa cơm, cảm ơn người ta. Mẹ, hai người đang nói gì vậy? Người đàn ông gì vậy hả? Vương Tiến, chuyện là hôm nay Tình Nhi đã mời em trai nó với bạn trai của nó đến nhà ăn cơm. Mẹ, con đã giải thích rồi. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Người đàn ông đó thật sự là bạn của Tiểu Bảo, con biết anh ta. Nếu nói như vậy là mẹ trách nhận Tình Nhi. Mẹ xin lỗi. Hai con nói chuyện. Mẹ về phòng. Con trai ngốc, ngốc thật. Em nói đi. Chuyện là sao hả? Thực sự không phải như mẹ nói đâu. Đó chỉ là câu nói chơi của Tiểu Bảo. Chính là cậu ấm ăn chơi trước đây em từng kể cho anh nghe đó. Thì ra hai người quen nhau từ trước đó. Không phải. Đến hôm nay em mới biết được anh ấy chính là ân nhân giúp em tìm được Tiểu Bảo. Sao anh không tin lời em nói chứ? Em thấy thật là ấm ức. Ấm ức? Anh nghe mấy lời mẹ nói đi. Con trai ngốc gì chứ? Em nghe thấy trong lòng buồn biết mấy. Anh không ngốc sao? Anh không biết chuyện gì để nói giúp cho em. Sau này em chú ý chút. Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng. Nếu đã không nói rõ được sao phải làm chứ? Anh ấy thật là bạn của Tiểu Bảo. Trước đây bọn em chỉ từng gặp mặt nhau. Là bạn của em trai em. Vậy được. Là em trai em nhờ em mới quen biết anh ta.
Hay là anh ta nhờ em mới quen biết em trai em? Không phải. Những chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là sau này em chú ý chút là được. Còn nữa, khi nãy em nói thấy ấm ức, không có mất gì đó. Bao năm nay mẹ anh khiến cho em thấy ấm ức sao? Hay là anh khiến em thấy ấm ức? Phải, là em có lỗi với anh và mẹ. Em không duy trì hương hỏa cho vương gia. Trong lòng em cũng rất áy náy, nhưng không thể trách Tiểu Bảo được. Tiểu Bảo không có làm sai. Em vừa nhắc đến Tiểu Bảo, mẹ đã thấy không vui, nên em cũng không dám có mặt mẹ mời Tiểu Bảo đến nhà chơi. Nhưng mà tiên, nó là em trai ruột của em. Suốt 20 năm em chưa từng làm tròn trách nhiệm của người chị. Lẽ nào bây giờ em mời Tiểu Bảo đến nhà chơi còn phải do dự sao? Được rồi, đừng nói nữa. Ông xã anh đừng như vậy. Nếu đến anh cũng không thể hiểu cho em, em phải làm sao chứ? Anh kêu em đừng nói nữa. Em có biết không, có nhiều lúc em thực sự rất phiền. Diệp Từ Vân. Ba, ba còn chưa ngủ. Vương Tiến, nghe nói là con đã gặp mặt đại diện của bên phía Powerland. Vậy đi, con về nhà lát bàn chuyện này với ba. Dạ được ba. Hay vậy đi, cả nhà con đều về nhà chơi, mẹ cũng thấy nhớ các con. Phải. Ba, chuyện là Tịnh Nghi cảm thấy không được khỏe lắm. Nó bị làm sao? Bị cảm. Đã là người hơn 30 tuổi đầu. Con xem, con để ba mẹ từ sáng tới tối nhắc chú ý giữ ấm. Con chăm sóc tốt cho nó. Dạ, con biết rồi ba. Ba cũng ngủ sớm đi. Tịnh Nghi bị bệnh. Nó bị cảm. Tôi sớm đã nói rồi. Trời đang lạnh như vậy, con gái ra đường lại mặc đầm ngắn đến vậy. Sớm muộn cũng có ngày, tại vậy mà bệnh thôi. Lần trước tôi gặp mặt nó, đã thấy sắc mặt của nó không được tốt. Không phải có chuyện gì đó chứ? Chắc không có gì đâu. Không được, tôi phải gọi điện thoại hỏi nó. Bà, ông mau mau mau, cho tôi gọi điện thoại. Được được, đừng nói nhiều quá. Alo, mẹ. Tịnh Nghi, sao giọng của con nghe khàn quá vậy? Có chuyện gì nói với mẹ? Không sao chứ. Mẹ nghe Vương Tiến nói con bị cảm, uống thuốc chưa? Con không sao mẹ. Mẹ đừng có lo mà. Con đang khóc sao? Tịnh Nghi, mau nói mẹ nghe có chuyện gì. Không cãi nhau với Vương Tiến chứ? Mẹ, chúng con rất tốt. Có thể là do con bị cảm, cho nên mũi bị nghẹt thôi. Làm mẹ với ba con hết hồn. Tịnh Nghi, nếu như con bị bệnh thì phải khám bác sĩ. Đừng cố chịu đựng, nghe thấy chưa? Hay là ngày mai mẹ qua đưa con đi? Không cần đâu mẹ. Uống thuốc vào là khỏi thôi. Mẹ kêu ba đừng có lo. Được, con biết rồi. Ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Bên này
Anh rất nhớ em. Đừng nhắc lại những chuyện bị lãng quên trước đây để đâu bám tôi. Bảo vệ thật tốt sự nghiệp và gia đình của anh. Hãy quên đi hết những chuyện trước đây giữa hai chúng ta. Ý gì vậy hả? Có ai nói như em vậy không? Anh đừng có giận mà. Em chỉ nói mấy câu vậy thôi. Có nhiều lúc em thực sự rất phiền. Có thuận lợi không? Tình hình là như vậy. Từ thông tin phản hồi của đối phương mà thấy, họ đang rất hài lòng đối với lại phương án điều chỉnh lại việc xây dựng công sự của chúng ta. Vậy cho nên công việc của Tiểu Bảo rất quan trọng. Cũng xem như là tin tốt. Dự án này chính là dự án đầu tiên của Vu Thanh Gia sau khi quay về tập đoàn Gia Mỹ, cho nên chắc chắn Vu Kim sẽ dồn nhiều công sức đầu tư vào nó. Vậy nên chúng ta cũng phải cố tranh thủ. Con biết rồi ba. Phải rồi. Còn một tin khác nữa chắc chắn ba sẽ thấy hứng thú. Tin gì? Đại diện hiện giờ của Powerland là bạn trước đây của Tịnh Nghi. Ai vậy? Diêu Thiến Thiến. Cô ta. Đến đây. Tịnh Nghi. Thiến Thiến. Không mời mình vào nhà sao? Mau vào đi. Còn bé này, lâu vậy rồi cũng không gọi điện cho mình. Không phải giờ mình đến xin lỗi cậu rồi sao? Ngồi tự nhiên. Đây là túi do mình thiết kế tặng cho cậu đó. Thật sao? Con gái cậu. Gọi gì yêu đi. Gọi đi. Sao con không lễ phép? Mẹ dạy con sao hả? Hôm khác nói với cô giáo của con đó. Thường ngày nó không vậy đâu, tính tình rất hoạt bát. Con nói gì biết? Con tên là gì? Nói đi, con tên là gì? Nói con tên Nữ Nữ. Tên gì hả? Nữ Nữ, Vương Tiểu Nữ. Em đặt tên cho con chưa? Em đặt xong rồi. Con trai tên Đông Đông. Con gái tên Nữ Nữ. Được không? Tên con bé nghe rất hay. Ai đặt vậy? Ba nó đặt. Phải rồi. Cậu ở lại ăn tối chung đi. Lâu lắm rồi cũng không gặp Vương Tiến. Bây giờ anh ấy rất bận. Sức khỏe ba mình không được tốt. Chuyện ở công ty trên cơ bản là do anh ấy lo. Anh ấy không còn giống Sunny Deep nữa rồi. Giờ đã biến thành một ông già. Rót rượu. Dạ được. Đến đây. Đậu hũ hầm cá ngát. Ăn ăn ăn. Tiễn bằng. Ăn đi. Bây giờ không thể gọi là Tiễn Bằng. Phải gọi là Tiểu Bảo. Đây đây đây. Đậu hũ cá ngát. Mau ăn. Dạ. Thôi không thể ngờ có một ngày thì Dâu cũng có thể tốt với em như vậy. Bảo, cuộc sống dạy chúng ta biết một đạo lý. Đó chính là em bắt buộc phải có tiền. Chỉ cần là em có tiền rồi, gì mà tình thân, tình yêu, tình bạn, tóm lại tất cả tình cảm, muốn có gì thì có được thứ đó. Lão Triệu, ông nói lung tung gì vậy? Bất luận Tiểu Bảo có tiền hay không, em mãi mãi là chị dâu nó, anh mãi mãi là anh nó, đúng không Tiểu Bảo? Chị dâu, hình như trước đây chị không có nói như vậy. Tiểu Bảo, trước đây chị cũng nói như vậy thôi. Đợi em giàu có rồi, giúp cho anh em chút. Xem, kết quả sao rồi? Để em đoán trúng rồi. Anh nhìn xem bây giờ Tiểu Bảo rất có tương lai. Anh xem khí chất nó, đi ra ngoài cửa lớn. Mấy cô gái trẻ cô nào cô nấy đều quay lại nhìn. Thôi thôi thôi.
Chị nói đến em cảm thấy ngại luôn đó chị dâu, đừng nói nữa. Tiểu Bảo, dạo này chị cũng không đến thăm hỏi ba mẹ em, hai người họ sao rồi? Đều rất khỏe, mẹ em rất khỏe, sức khỏe ba em kém chút. Giờ ba em cũng lớn tuổi, sau này phải chú ý hơn chút. Chị em gái sao rồi, có con chưa? Có. Nhắc đến bé con đó, anh. Bé cưng của nhà em tên là Nữ Nữ, rất thông minh, vô cùng lanh lợi nữa. Hơn nữa trông rất xinh đẹp, nhìn nó đẹp như búp bê của phương Tây trên TV vậy đó. Nữ Nữ, mấy tuổi rồi? 6 tuổi đang học mẫu giáo. Đây anh nhìn đi. Không phải anh chứ? Đúng thật ha, nhìn nó rất đáng yêu. Đẹp đúng không? Nhưng mà nó, nhìn nó cũng không giống với chị gái em. Chắc con nuôi. Phải. Đưa em xem. Nhưng dù con nuôi cũng rất thân thiết. Đúng vậy. Thưa dì, con sẽ nuôi đứa bé này. Nói vậy ý gì? Nhẹ tay, nhẹ tay. Nhẹ tay. Nhìn giống quá. Giống quá. Giống quá. Em nói giống chị nó. Ăn cơm, ăn, ăn, ăn. Chuyển bằng, đậu hũ cá ngát chị dâu làm rất ngon. Mau, 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 ăn đi. Uống một ly, uống một ly. Tịnh Nhi, nhìn sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm. Anh ấy có tốt không? Cậu không biết anh ấy tốt với mình biết mấy. Nếu nói như vậy, 6 năm nay cậu đã sống rất hạnh phúc. Sống rất hạnh phúc. Phải rồi. Nghe mẹ mình nói cậu đã tìm được Tiểu Bảo. Làm sao tìm được vậy? Trước đây tìm hơn 20 năm cũng không tìm được, sao đột nhiên lại tìm ra được nhanh vậy? Bởi mới nói có nhiều lúc người tính không bằng trời tính. Thật không thể ngờ mình lại tìm được em ấy trong một tờ báo doanh nghiệp nhỏ bé. Tay em ấy đang cầm đôi găng tay màu đỏ đó. Cậu có còn nhớ lắm chúng ta còn nhỏ đều có đôi găng tay màu đỏ không? Không có ấn tượng. Chính là găng tay mẹ đang cho hai chị em mình, giúp mình tìm em ấy. Tìm được là tốt. Nhưng mà cậu ấy còn nhớ tại sao lúc đó đi lạc không? Nghe nên bản thân mình tin gì mấy còn không nhớ. Sao có thể nhớ được tại sao đi lạc chứ? Ba ơi, Nữ Nữ, để ba ẵm con. Nặng quá đi. Mẹ ơi, ba con về rồi nè. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Món chính đến đây. Thiên Thiên ăn nhiều chút. Tay nghề giờ của mình tiến bộ rất lớn đó. Nếu nói vậy, cậu ở bên Ý phát triển cũng rất là tốt. Cũng tạm tạm thôi. Người Trung Quốc ở nước ngoài phải dốc hết sức làm việc, rất không dễ dàng. Theo tôi thấy, phụ nữ vẫn nên có sự nghiệp riêng cho chính mình. Người phụ nữ như vậy mới có sức cuốn hút hơn. Cô Julia. Không, cô Thiên Thiên. Không giấu gì cô, hiện giờ trên dưới công ty chúng tôi đều đang nghĩ hết tất cả mọi cách để lấy được quyền đại lý ở Trung Quốc của PLD. Tôi hy vọng cô hãy giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng tôi. Thật đó, tôi vô cùng muốn hợp tác với cô. Thiên Thiên, hiện giờ cô phát triển thực sự rất tốt. Đâu có, là chồng cậu nó phóng đại quá thôi. Nhưng mà lần này tập đoàn Diệp Thị muốn lấy quyền đại lý ở Trung Quốc cũng không phải là chuyện không thể nào. Thật vậy sao? Vậy cậu nhất định phải giúp đỡ nhiều hơn. Chuyện này, Tịnh Nghi, anh đang bàn chuyện công việc với cô Thiến Thiến. Em đừng xen vào được không? Cô Thiến Thiến, cô cứ nói thẳng đi. Nếu như cô có thể trao quyền đại lý cho tôi, cô đưa ra yêu cầu gì đi nữa, tôi đều có thể đồng ý.
Phải rồi, hiện giờ mẹ cậu vẫn khỏe chứ. Cũng như vậy thôi. Lần này nhà cậu về đây, mẹ cậu chưa đến thăm gì ấy. Mẹ ơi, con buồn ngủ, đi ngủ với con. Tịnh Nhi, đi ngủ với Nũ Nũ đi. Con ngồi đây đợi lát, mẹ lập tức ra liền. Không sao đâu. Đi thôi Nũ Nũ, chúng ta đi ngủ thôi. Hôm nay kể chuyện gì đây? Con cái của biển cả có được không? Được. Em có muốn vào trong tham quan phòng đọc sách không? Sao cũng được. Là phòng đọc sách của anh, vào xem tự nhiên đi. Em muốn anh phải chứng minh trong mắt anh chỉ có một người phụ nữ là em. Hôm nay em đã nhìn thấy. Giờ anh và cô ấy đang ngủ riêng. Em cũng đã nhìn thấy. Như vậy đủ chứng minh lời anh nói chưa? Vương Tiến, Thiến Thiến về rồi sao? Cậu còn chưa về, hai người ở đây làm gì? Anh với cô Thiến Thiến bàn chuyện công việc một lát. Con người anh ấy lúc nào cũng vậy, hết giờ làm không bắt người ta đến bàn công việc. Người cùng công việc đều như vậy. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mình phải về đây. Cậu đừng về, lâu rồi không gặp nhau, mình còn có chuyện muốn nói với cậu. Lần sau đi, đâu phải mình đi rồi không quay về nữa. Tôi về đây, tạm biệt. Tạm biệt. Em tiễn cậu ấy. Tịnh Nhi, cậu vào đi. Đây là xe của cậu sao? Ngưỡng mộ quá đi. Chuyện này có gì đáng ngưỡng mộ? Mình còn thấy ngưỡng mộ cậu lấy được chồng có con nữa. Thiến Thiến, khi nãy Vương Tiến vừa nhắc đến chuyện giữ quyền đại lý đó. Cậu giúp anh ấy được không? Xem như vì mình đi. Sao vậy? Cậu muốn mình lấy công lợi tư? Không phải, khi nãy cậu cũng thấy rồi đó. Giờ anh ấy hình như đang rất cần cậu giúp đỡ. Được, mình biết rồi. Tịnh Nhi, đây là công việc của mình. Mình cũng phải so sánh thiệt hơn. Mình cũng biết. Mình cũng biết cậu rất khó xử. Yên tâm đi, mình sẽ suy nghĩ thêm. Vào trong đi. Được, bye bye. Bye. Mở cửa đi. Em có nấu thuốc cho anh. Anh còn đang giận em sao? Em sai rồi còn không được sao? Đều tại em không tốt. Anh mở cửa được không? Em về nhà chưa? Giờ anh bắt đầu thấy nhớ em rồi. Thật rất nhớ em. Sau này em sẽ không mời em trai em đến nữa. Em xin anh đừng giận nữa mà. Tiến, thuốc sắp nguội rồi Tiến. Người gửi, Vương Tiến. Em về nhà chưa? Giờ anh bắt đầu thấy nhớ em rồi. Thật rất nhớ em. Xóa. Xóa tin nhắn. Phải. Đã hoàn thành.
Con hãy đi xử lý hai chuyện đó đi nha. Yên tâm ba. Vương Tiến. Mẹ, đây là bánh sầu riêng mẹ làm cho Tịnh Nghi ăn. Con đem về cho nó đi. Ba mẹ, con về đây. Được, đi đường cẩn thận. Dạ ba, lái xe cẩn thận. Tịnh Nhi, Tịnh Nhi, đến đây. Mẹ có chuyện gì? Ai ở đây? Là con hay là Vương Tiến? Vương Tiến, sao con có thể để nó ngủ ở đây? Con cũng không biết. Anh ấy nhất định ngủ. Tịnh Nhi, hiện giờ Vương Tiến phải chịu áp lực rất lớn vì công ty đó của nhà các con. Nó làm trâu làm ngựa, sai gì làm đó. Nó vậy không quá đáng chứ? Cho dù lúc nó ở nhà khiến con phải chịu chút ấm ức gì đó, nhưng phụ nữ chúng ta cũng nên thông cảm cho nó. Con nói có phải không? Nếu con cảm thấy có gì đó ấm ức trong lòng, nói với mẹ. Mẹ nhất định sẽ giống như Bồ Tát vậy, ngồi ở đó chỉ nghe không nói, có được không? Mẹ, con không phải có ý đó. Mẹ cũng biết con không phải có ý đó, chính là đang có ý kia. Tóm lại là ý của mọi người chính là sống thật tốt cuộc sống của mình, đúng không? Đúng. Vậy được, mẹ đi nấu cơm đi. Mẹ, để con nấu. Con nấu. Thái độ các cổ đồng bên đó sao hả? Vẫn như vậy, ngoại trừ một số luôn đứng về phía của anh ra. Nói như vậy, bọn họ vẫn phải xem sắc mặt của chủ tịch. Phải, tôi nghĩ có phải chúng ta nên kéo nhiều người hơn về phía chúng ta nữa không? Để sau này đơn giản hơn chút, phải bí mật gặp mặt bọn họ, đánh bại từng người một. Được, tôi biết rồi. Phải rồi. Miếng đất xây công xưởng bên Diệp Tiểu Bảo sao rồi? Chủ tịch đã đi tìm rất nhiều người kế hoạch giúp anh ta, nhưng mà phải thực hiện nhanh lên, bởi vì ngày mai sẽ biết được ai lấy được quyền đại lý ở Trung Quốc của Bao Lên. Ngày mai. Phương Tổng, không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước. Thiến Thiến, chủ tịch Vu, mời lên xe. Cô ngồi xe của tôi đưa cô về đó trước. Không cần chủ tịch Vương, ông quay về trước đi, tôi tự biết sắp xếp. Vậy tôi đi trước đây. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Tình cờ vậy, anh cũng đến đây ăn sao? Sao anh lại nhìn tôi như vậy?
Tại sao em lại ở cùng với ông ta? Anh theo dõi tôi. Tại sao em lại ở cùng với ông ta? Đây là tự do của tôi. Tôi ở cùng với người nào, đi làm việc gì, có cần phải báo cáo với anh không? Anh không cho phép em ở cùng người đàn ông khác. Đi theo anh. Anh làm gì vậy? Đi. Anh buông ra. Anh buông ra. Anh làm vậy rất mất mặt, anh có biết không? Sao Tịnh Nghi lại không bắt máy vậy chứ? Cũng không biết con bé đó bị cảm có đỡ hơn chút nào chưa. Phải đó. Cũng không biết con bé đã ăn bánh sầu riêng chưa nữa. Hay là đợi lát nữa chúng ta gọi lại cho nó. Đừng gấp, đừng gấp. Diêu Thiến Thiến, rốt cuộc em muốn gì hả? Diêu Thiến Thiến, là anh. Là anh đã vô tình bỏ tôi mà đi. Là anh khiến tôi giống như chó mất nhà phải chạy qua bên Ý. Còn bây giờ tôi có thể không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Anh còn muốn tôi phải làm sao? Rõ ràng em biết anh không thể không có em. Rõ ràng em biết người anh yêu là em. Tại sao em đối xử với anh như vậy? Em muốn trả thù anh sao? Diêu Thiến Thiến, nếu đúng là như vậy em đã thành công. Tôi đã sống cuộc sống không có anh trong suốt nhiều năm nay. Còn anh sao? Anh đã diễn vai người chồng tốt 6 năm. Tôi phải sống một cuộc sống ra sao ở bên Ý? Anh có từng quan tâm không? Anh chưa từng gọi cuộc điện thoại, cũng chưa từng nói một lời nào với tôi, cũng chưa từng đến tìm tôi. Một mình tôi ở Ý là sống hay chết, anh vốn không hề quan tâm đến.